phim Mái Ấm Gia Đình. Bí mật đường dự kính. Ông ấy là người tốt, xem báo thấy mình gặp khó khăn, thông cảm cho mình. Ông tài trợ mình học phí và sinh hoạt phí học đại học. Tôi nghĩ người tốt năm đó chính là ông chủ của đối thủ tra bây giờ. Ông Thủ! Ông Thủ! Con ngủ không được hả? Dì cũng vậy. Dì nói cái gì? Ý, con đang nghe nhạc gì? Không phải nhạc, là file tiếng Anh. Con đang nghe lời tuyên án của thẩm phán. Không phải con siêng như vậy chứ. Nửa đêm nửa hôm còn ôn tập nữa. Dì không hiểu đâu. Cái MP3 này là quà người đó tặng cho con. Con nhớ năm đó con đang học khoa pháp luật năm thứ hai. Một tháng trước khi thi cuối kỳ, hai mắt con bị viêm không nhìn thấy. Có người ghi âm lại lời tuyên án của thẩm phán giúp con ôn tập. Là ai lại tỉ mỉ tốt với con như vậy? Cuối cùng có ở bên nhau không? Không phải như dì nghĩ đâu. Tới bây giờ con cũng không biết là ai đã tặng cho con. Con thật tốt số. Có người tài trợ vô điều kiện cho con học. Có người giúp con ôn tập mà không cần phải báo đáp. Có phải là con một người không? Con cũng nghĩ như vậy. Con còn nghi ngờ người đó chính là ông Thủ nữa. Thật ra sao con lại nghĩ ông Thủ là người tài trợ cho con đi học? Con cũng chưa từng gặp qua người đó mà. Con nghe qua tiếng của người đó. Con nhớ có một lần nghe cuộc phỏng vấn ông Thủ trên đài phát thanh. Tiếng của ông ta với tiếng trong file MP3 thực sự rất giống nhau. Nên con mới dùng trăm phương ngàn kế để vào làm trong đối thủ tra. Nhưng mà đáng tiếc, tới giờ con cũng chưa được gặp ông Thủ. Không có cách nào chứng minh suy đoán của mình. Có lúc con cảm thấy dường như ông Thủ đang muốn tránh mặt con, không muốn gặp con. Con vì gặp ông ấy, làm cho John Mã hiểu lầm con đèo bồng, tham lam hư vinh. Vì thấy nơi ông Thủ đúng là ân nhân của con thì nên xuất hiện đi. Nhưng mà con có nghĩ là con đã hiểu lầm không? Thế giới này người có tiếng nói giống nhau thật sự rất nhiều. Con nghĩ phải nhanh chóng làm cho rõ. Nếu không phải là vì ông Thủ, con nghĩ con không có lý do gì ở lại đối thủ tra. Được, chị Tăng Hợp. Được. Lovely à, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ở lại một chút đi. Sư phụ à, chị em ra ngoài trước nha. Được. Cô biết tôi muốn nói cái gì mà. Nhưng bà Di là khách hàng của Ken, tôi nhúng tay vào thì không hay đâu. Nếu kỳ có thể giải quyết được thì bà ta không nhờ tôi đưa cho cô hai cái vé này. Muốn cô đi xem kinh kịch của bảy. Phải, bà Duyên nói rất nhiều, nhưng dù sao cũng là người khách lớn. Thứ sáu này tôi có hẹn rồi mà. Được, ai ai cũng đều rất bận. Nhưng việc cũng phần nặng nhẹ, cô cứ suy nghĩ thêm hai ngày. Vé cổng này tôi tạm thời giữ, nghĩ ra rồi trả lời với tôi. Vậy được. Ở đây. Sao dì lại quay lại? Dì để quên điện thoại. Làm con hết hồn mà. Ý, cái bút này hình như là của Gino mà. Con nhớ người tặng con MP3 cũng có cái bút giống hệt như vậy. Con nghĩ Gino là ân nhân của con. Nhưng tối qua rõ ràng con nói là ông Thủ mà. Con không nói là ông ta. Tiếng của ông ta không giống. Nhưng mà sự bút này là đơn đặt hàng đặc biệt. Không phải là ai cũng có hết. Gino có một cây giống hệt như vậy. Có lẽ là có quan hệ mật thiết với ân nhân. Dì nhớ John Mã lúc đó có nói con lúc đầu là vào đội của ông cha, sau đó bị Gino kéo vào đội A. Không chừng là có liên quan tới cây bút. Nên con muốn mượn cây bút đi điều tra. Ông Thủ hả? Phải, hợp đồng này làm xong rồi, tôi lập tức gửi qua cho ông liền. Có thấy cây bút của tôi không vậy? Hoàn toàn không thấy. Không thấy, cây bút đó rất quan trọng đó, giúp tôi tìm kỹ đi. Không phải chứ, cô còn khỏe thì ở nhà nghỉ đi, khẩu trang cũng không chịu đeo. Ý trời ơi. Căn cứ vào số hiệu của cây bút, đúng là sản phẩm của công ty chúng tôi. Ông ta đặt tổng cộng là 3 cây. 3 cây? Vậy có biết ai đặt hay không? Cô à, cái này là tư liệu mà của khách hàng. Tôi không thể nói cho cô biết được. Đại ca ca, anh giúp giùm đi. Anh không nói, tôi không nói, đâu có người nào biết đâu. Tôi nghĩ là tôi cần phải xin ý kiến cấp trên rồi. Thôi vậy, không cần vậy đâu. Cho tôi xem cây bút đó có được không? Cây bút này hả?
Đại ca ca, tôi muốn coi cây bút bên này. Cây này, còn cây này nữa. Cây này rồi cây này hả? Chà, cô à, cô làm vậy là không đúng đâu nha cô. Tôi làm vậy vì không muốn làm cho anh khó xử. Nếu như có người truy cứu anh á, thì anh có thể đến tìm tôi. Văn phòng luật sư đới thủ tra. Có gì mà ngạc nhiên vậy? Thì ra đúng là ông ấy đặt nè. Sao là đới thủ tất, không phải đới thủ tra? Sau khi ông tra gia nhập, đới thủ tất mới đổi tên thành đới thủ tra. Vậy có thể là do ông thủ đặt rồi. Sắp tới giờ đi gặp bà nội rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Wow, môi trường của viện dưỡng lão này thật là tốt. Giống như nơi nghỉ dưỡng vậy. Mỗi ngày còn có nhân viên massage nữa. Nếu thích như vậy cô dọn vào đây, tôi dọn ra ngoài. Dì họ, lần đầu tới thăm nội, nội để mặc một chút đi có được hay không? Không sao đâu, một mình nội ở đây, dù môi trường có tốt mấy cũng sẽ cảm thấy có một chút khó chịu. Tim của bà không phải không tốt, là bà xót tiền của tụi con bị người ta gạt. Mời người giúp việc vậy trông coi, lười muốn chết à, suốt ngày hả, cứ lo chơi điện thoại thôi. Hey, thật ra bà không cần người chăm sóc bà đâu. Nội bị chứng rối loạn đường huyết, cơ bắp bị co rút lại không có sức lực. Cảm giác như là hít thở khó khăn, có người trông coi nội con yên tâm hơn. Nội già như vậy, chết đi là xong, không chết cũng qua hơn nữa đời người. Chết ở đây, chi bằng về nhà đợi chết. Không có đâu, bác sĩ nói có loại thuốc mới đặc trị cho nội, sẽ kích cho bệnh của nội, nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tất nhiên là không được. Con nghĩ nội không biết sao, tiền nằm viện, tiền thuốc một tháng ít nhất cũng 7-8 ngàn. Nếu nội sống lâu trăm tuổi, sẽ liên lụy con nợ ngập đầu đó. Tiền thì nội không cần lo, con lo được mà. Quan trọng nhất là sức khỏe của nội thôi. Phải đó, lớp Liên nó rất giỏi, kiếm được tiền nhiều hơn rất nhiều luật sư. 8 ngàn, 10 ngàn, không thành vấn đề. Lúc con 10 mấy tuổi, bà má còn được mất, còn phải gánh cái gia đình này. Bây giờ nội lại bị bệnh, làm liên lụy đến con. Ông trời, đúng là không công bằng với con. Ông trời đối với con rất tốt. Nội không nhớ sao, có một thiên sứ bảo vệ con, tài trợ cho con học mấy năm trời mà. Phải đó, người này cũng kỳ lạ thật. Nhiều năm như vậy cũng không cho chúng ta biết thân phận của ông ta. Muốn đích thần nói cầu cảm ơn cũng không được. Có thể lần này tìm được ông ta rồi. Là ai vậy? Nội à, con còn chưa làm rõ. Đợi con làm rõ rồi sẽ dẫn ông ấy về gặp nội. Được, vì ân nhân này, nếu con tìm được ông ấy, nhất định phải báo đáp cho ông ấy, con biết không? Con biết rồi. Lovely à, bây giờ dì biết tại sao con lại kiếm nhiều tiền lại tiết kiệm như vậy. Thì ra là dùng vào việc chữa bệnh cho nội. Năm đó dì giúp nội chữa bệnh nên con mới không học năm cuối để đi làm đó. Máy tính này cũ rồi, con còn dùng. Ý, ai là chân lớn vậy? Có thể là ông Thủ đó. Ông Thủ? Tuy là ông ấy không chịu gặp mặt con, nhưng mà cũng tặng con bộ máy tính này. Nói nếu có gì cần thì có thể lên mạng nói cho ông ta biết. Ông ấy không chịu nói tên nên con kêu ông ấy là chân lớn. Chắc là ông ta không để tâm đâu. Nhưng tại sao hai người không tiếp tục liên lạc? Lúc đó ông ấy nói có thể giúp tiền thuốc cho nội, kiên quyết muốn con học hết năm cuối. Nhưng mà con từ chối, vì con không muốn nợ ông ấy thêm nữa. Con muốn dựa vào năng lực bản thân để chăm sóc nội. Có thể ông ta trách con không cố gắng, cho nên sau này ông ta không còn liên lạc nữa. Nên con suốt ngày mở máy tính, hy vọng đợi được đến lúc ông ấy lên mạng. Vậy không làm phiền con nữa, dì ngủ trước đây. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Mấy hôm nay không thấy ông lên mạng, có phải có công việc rất bận không? Mắt tôi mấy ngày nay bị viêm, nhìn rất là khó khăn, hoàn toàn không học được lời tuyên án. Còn mấy tuần nữa là thi rồi, tôi thực sự cảm thấy rất sợ. Bác sĩ à, ông có thể kê đơn thuốc đặc trị cho tôi không? Thuốc đặc trị sẽ có tác dụng phụ, suốt ngày cô sẽ thấy hoa mắt chóng mặt đó. Không sao đâu, chỉ cần khỏi nhanh là được. Nếu như lần này mà tôi thi rớt thì tôi sẽ phải học lại một năm nữa. Tôi gánh không có nổi đâu. Vậy được thôi. Cảm ơn bác sĩ. Trời đất ơi.
Cô Lương à. Cảm ơn quản lý Ôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô mời chúng tôi ăn cơm. Cảm ơn cô nha. Không cần khách sáo. Chị Maggie luôn dạy tôi nên làm mà. Chứ tôi không có dạy cô. Để chúng tôi trả tiền cho đúng chị. Đúng đó, chúng ta ai người nấy trả, công bằng một chút. Không cần, không cần đâu. Cô với cậu đang yêu nhau cũng là ai người nấy trả hay sao? Tôi với anh Đăng, chị có nghĩ nhiều quá không vậy? Nhưng mà tôi thấy bữa cơm này nên làm cái gì đó, không cần tìm đàn ông. Điều rồi. Chị đâu nói cái hợp đồng ông Thủ đã ký xong, kêu tôi trước 3 giờ mang đến cho khách hàng ký. Tôi quên nói với chị rồi. Bây giờ đã là 2 giờ còn thời gian. Tôi lập tức đến phòng của ông Thủ lấy hợp đồng cho cô. Cảm ơn chị Maggie. Không cần. Thiệt ngại quá. Tôi thật là sơ ý. Không sao, không sao. Đi toilet. Tìm thức ăn nhanh ở dưới lầu có máy phun rửa chất dơ. Phun rồi thổi khô chắc không còn dơ nữa đâu. Chị như vậy có kịp không đó? Không phải nói là lấy gấp hợp đồng đi ký hay sao? Phải đó, người khách đó 3 giờ là bay rồi. Hay là tôi tự lên phòng ông Thủ tìm gì? Chìa khóa phòng ông Thủ tôi không thể tùy tiện đưa cho người khác được đâu. Đợi một chút tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Chị Maggie, tôi giúp chị. Tôi xin lỗi nha. Không sao đâu, không sao đâu. Con nghĩ có thể vào phòng ông Thủ tìm bằng chứng nữa chứ. Hay là chúng ta khóa chị Maggie trong toilet, sau đó kêu họ nhét chìa khóa xuống bên dưới cửa. Vậy. Ủa, hai người nhanh vậy. Ông Thủ gọi điện cho tôi, nói muốn tôi đến ngân hàng lấy tấm chi phiếu gốc. Trước 3 giờ phải đưa qua phòng luật sư của Lưu Quang Trương. Chìa khóa này là chìa khóa của phòng ông Thủ. Ông Thủ ký xong tài liệu thường là để trên ngăn tài liệu cần phá. Nếu cô không tìm thấy thì gọi điện cho tôi. Tôi biết rồi, cảm ơn. Hay là tôi đi cùng cô lên đó tìm. Cũng được, lát nữa gặp. Vậy giúp con canh chừng, con sẽ có người. Alo ông Trang. Nè cô đi đâu vậy? Không nhớ chúng ta phải đi gặp khách hàng tôi hay sao? Tôi đang trong toilet, tôi xuống liền. Không phải, tôi tới liền. Cô đến đây làm gì? Giọng nói này, ông là chú chân lớn. Tôi biết cô là Lớp Ly, nhưng mà tôi không phải là chú chân lớn mà cô nói. Mọi người đều gọi tôi là Thủ Chân Khai. Ông chính là người luôn giúp tôi, có phải không? Chuyện của cô tôi rất rõ, nhưng mà người luôn giúp đỡ cô không phải là tôi. Tại sao ông không chịu nhận? Năm đó hai mắt tôi không nhìn thấy, là ông âm thầm giúp tôi ôn tập. Giọng nói của ông tôi mãi mãi không quên. Tiếp tục đi. Còn cây bút này, tối hôm ký túc xá trường học bị cháy, có người đến cứu tôi. Cây bút trên người người đó giống hệt với cây bút của ông. Tôi dẫn cô đến một nơi, cô sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Chỗ này là... Tầng lầu này chỉ có 3 văn phòng, trong đó có một gian là của ông Đới. Ông ấy thường xuyên ra nước ngoài, rất ít khi về đây. Một căn lầu của tôi. Còn căn phòng này chính là văn phòng của người hợp tác thứ ba của công ty Tất Bình, cũng chính là chú họ của Gino.
Chỗ này hình như rất lâu không có người rồi. Sau khi ông Tất ra đi, không có người vào đây. Ba người các ông đều có cây bút này. Cây bút này là khi công ty chúng tôi thành lập, ba người chúng tôi cùng đặt, mỗi người một cây. Cây bút của Gino chính là cây bút của ông Tất để lại cho anh ta. Vậy hôm nay dẫn tôi tới đây là có ý gì? Tôi muốn nói cho cô biết, người mà ghi âm MP3 chính là tôi. Nhưng người kêu tôi ghi âm thôi chính là ông Tất. Ông ấy chính là chú chân lớn. Ông Tất thật giống như tên của ổng, thấy cảnh bất bình ra tay tương trợ. Ngày đó ông ấy biết được tin về ba má của cô, ông ấy rất đau lòng. Ông ấy nghĩ mọi cách đi giúp cô, kết quả là tài trợ cho cô đi học. Sau này lại biết cô không nhìn thấy, còn kêu tôi ghi âm cho cô. Vậy ngày mà trường học bị cháy, nghĩ lại cũng may. Tôi muốn mang cái MP3 cho cô, ai ngờ ký túc xá bị cháy. May mà tôi kịp thời đến đó đưa cô đến bệnh viện. Thật ra ông Tất không tự mình ghi âm cho cô là vì không muốn cô biết ông ấy là ai. Ông ấy không hy vọng, cũng không cần cô phải báo đáp thứ gì cho ông ấy. Ông đã nhận ra tôi. Tại sao lâu như vậy rồi tới bây giờ ông mới nói chuyện này với tôi? Việc này là di nguyện của ông Tất. Ông ấy từng nói với tôi, nói là nếu có thể, hy vọng việc này sẽ là bí mật mãi mãi. Nhưng mà tôi không muốn cô hiểu lầm, tôi chính là ân nhân của cô, cướp đi công lao của ông Tất, nên tôi chỉ còn cách nói rõ với cô. Vậy tại sao ông Tất lại mất? Tim của ông ấy luôn không tốt. Nửa năm trước ông ấy nghỉ hưu, không lâu sau bệnh tim tái phát. Ông ấy không con không cháu, tang lễ cũng không làm lớn, nên công ty cũng không có nhiều người biết. Ông Thủ, ông có thể nói tôi biết mộ của ông Tất ở đâu hay không? Thật ra hai người phải gặp mặt sớm hơn mới phải. Chú Trần Lớn, xin lỗi, tôi trễ như vậy mới đến thăm chú. Không biết tại sao tôi và chú giống như là mặt trời với mặt trăng vậy, rất khó. Cô hình như cô không phải nói vậy. Tôi biết bà Di đối với ông rất là quan trọng, hy vọng giúp được cho ông. Vậy được rồi, vậy để cô về rồi nói tôi biết nha. Ông chủ à, tôi thấy lớp Ly lần này nhất định tin ông Tất đó là ân nhân mà cô ta đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Lý
lớp Liên muốn điều tra tôi. Anh âm thầm giám sát cô ta rồi báo cáo lại cho tôi. Dạ, ông chủ. Còn nghĩ có thể vào phòng ông thủ tìm bằng chứng nữa. Ý, hay là chúng ta khóa chị McGee vào toilet, sau đó kêu họ nhét chìa khóa qua khe dưới cửa cho chúng ta. Lớp Liên muốn vào văn phòng của tôi để tìm bằng chứng, thì tôi sẽ giúp cô ta. McGee à, cô giúp tôi mua một tấm chi phiếu gốc. Chiều nay lúc 3 giờ, phải đích thân mang tới lầu luật sư Lưu Quang Trương. Ý, sao nhanh vậy? Ông thủ gọi điện cho tôi, nói muốn tôi đến ngân hàng lấy tấm chi phiếu gốc. Trước 3 giờ phải đưa qua phòng luật sư của Lưu Quang Trương. Lần này anh làm tốt lắm. Cảm ơn ông chủ. Tôi thật không hiểu. Ông luôn giấu lớp Ly. Ông là đại ân nhân của cổ. Tôi biết là ông không muốn cô ta báo đáp. Nhưng mà việc này nói cho cô ta biết có gì là xấu đâu. Lần này tôi muốn che giấu là vì muốn bảo vệ bản thân.